Dạ, đã đến giờ vào lớp ạ. Dạ, đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta bắt đầu thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridisi karata te chandali ke vimane di be ra te chagame taruana gahane ye hawat hôm mi khe tê phong ma cha yan tu đề hoa cha la tha la mi sa mê ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti kê ya mu ni wa la wa cha lang sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Dhamma savana kalo ayam vadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyam bi Buddhang saranang gacchami, Tutiyam bi Dhammang saranang gacchami, Tutiyam bi Sanghang saranang gacchami, Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami, Tatiyam bi Dhammang saranang Sugato loka vidu anuttaro purisada masarathi satha deva manusanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang ete na satcha vacce na hon sume jayamangalang uttamang yena vandehang Ba da bang som wa ru ta mang bu the yo kha li to do so bu tho kha ma tu tang ma mang sa kha to pha ga wa ta tham mo san di thi ko a ka li ko e hi pa si ko o pa na di ko pa cha tang we di ta po win yo hi ti na thi me Saranang anyang thammo me saranang warang ete na satcha vacce na hontu me jayamangalang uttamang ge na vandehang thammang cha duvithang warang thamme yo khalito doso thammo khamato tang mamang Subhati bano bhagavato savaka sangho Ujubhati bano bhagavato savaka sangho Nyayabhati bano bhagavato savaka sangho Samichibhati bano bhagavato savaka sangho Yadidam chattari burisa yugani atha burisa bhungala Esa bhagavato savaka sangho ahuneyo bahuneyo Dakhineyo anjalikaraneyo anuttarang bunyakhetang lokasatinathime Saranang anyang sangho me saranang warang Ete na satcha vacce na hontu me jayamangala Uttamang ge na vandehang sanghang cha duvithottamang
sang khe yo khali to do so sang kho tham tu tăng ma mang văn đa mi chế ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bồ tha ru ba sa ca lăng sa đa sam bồ thề a tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na sam tu a se sa tô sam bu thê bành cha bành nha sanh cha cha tu vi sa ti ha sa sa kê đa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya pi vi na sang tu a se sa tô sam bu thê na vô ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sao thì sao ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa bê bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê bu ra ti ma ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê đa khi na ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê đa khi na ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê bê chi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê bê chi ma ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê u ta ra ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê u ta ra ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê u ba di ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê he thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi hô du sa bê sa ta a vê ra hô du su khi ta hô du ni tu kha hô du áp ya pa cha hô du a ni kha hô du di kha yu ka hô du a vô ga hô du sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nam pa ri ha ran tu du kha pa ta cha ni du kha pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka hô du sa pe pi pa ni no akasatha japumatha devana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu sasanam akasatha japumatha devana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no garu akasatha japumatha devana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha japumatha devana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu panino akasatha japumatha devana ga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang pong tu anagate kale
Sa thú sa thú sa thú. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm bích để dẫn tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính thỉnh sư ạ. Dạ con kính lãnh đại sư ạ. Rồi, xin chào Pháp Tử. Mình cứ nghe nhỏ quá, chúng ta có thấy cái khi mình cần phải cho nó lớn tí. Ra đi sư phải lo ngoài, sư còn nghe không khí quá. Cho nên những người cầm điện thoại chắc không nghe được gì. Chúng ta chỉnh sao cho nó nghe lớn tí. Dạ dạ. Rồi bữa nay không biết cô Phước Duyên có thấy hai bài tập không ạ? À? Có hai bài tập quyển 2 không? Dạ con có sư, có trong cuốn sách rồi chứ không có file rồi. Không có file rồi. Hôm nay thì anh Khánh Phật quá. Từ bài tập này có một người hỗ trợ cho sư. Giờ con cần gần. Nhưng mà cô Phước Duyên tại điện thoại hay xài vi tính nhỉ? Con xài vi tính. Anh gửi cái file quyển 2 cho cô Phước Duyên sư. Để mở bài tập sửa hôm nay để anh Khánh hỗ trợ. Giờ hôm nay mình sửa bài tập số 7 phần khả năng phân từ với lại danh từ năm từ miền ngữ U. Phần văn phạm có liên quan mình đã học trước đây. Giờ trước tiên mình sẽ đọc phần bài tập. Rồi sau đó chúng ta sẽ sửa. À, đây là 5 câu bài tập của bài số 7. Nào giờ sư đọc trước rồi sau đó mời lớp đọc ha. Bồ thí sát tổ ứng ti văn bình nhung đã ri văn phu chi tòa mắc cát thác rát thác xá tề nà ni gặp mạng cách chi tề nà ni gặp mát tác xá mây phê đề rành cha ra nó đi chắc về u ru về là nam mã rami tập vàng cha quan năng hồ tí nát thắc khổ hồ thi sát tổ u ru về làng quan năng cách chỉ tòa khi thắc cha rị tập vàng tập phải cha năng cha rị già mi tí chân tề tí so có tí bát tăng đúc cả rằng ác cả rí tì thà bí ác thà mà tí cầm bí à hà rê tắp bằng à hà rằng à hà rê tí phù thi sát tò có tí bát tăng đúc cả rằng cả rí tu so sắp bành nhu năng api sam puchi tap pang tham mang api sam puchi ya đây là nữa ha bồ thi sát to uti yang vinh nhung a cha ri yang a puchi toa makatha ratha sa se na ni gam mang cách chi Sê nà ni gam mát sát sâm ây bê nê rành chá rà nà đi chá U rú vê là nà mát rà mi tắc bằng chá quán năng hồ tí Á thác hồ bồ thi sát tò u rú vê lăng quán năng cách chi tòa y thác Chá rê tắc bê tắc bạ chá rà nê Chá rê yà mi tí chân tê tí Rò bồ tí bán tăng đúc cá răng á cá rí Tì á thà phí Atthama sikampi ahare tappang aharang ahareti
phù thi tát to phò ti phát tăng lúc qua rằng cari tu so sắp bành dù nàng api sam phu chi tập bằng tham mang na api sam phu chi giác rồi đó là phần bài đọc nhưng mà lớp giơ tay lên đọc bài đi cô căng mày lớp đọc bài. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Đọc từ dịch Bali sang tiếng Việt, câu sinh một. Bodhisattva Duttiyan Vinyung Acariyan Apuchitwa Magatha Rathasa Sena Nini Gamang Gachi. Câu số 2. Sena Nini Gamasa Samipe Nerancha Ranadi Cha Uruvela Nama Ramitapang Cha Quá năng hồ tí. Câu số 3. Athakho Bodhisattva Uruvelang Quá năng Gachitoa Ittha Charitape Taba Charane Charayami Tí Chinte Tí Tệ Sí. Câu số 4. So Kotibattang Dukkarang Akari Sayyathapi Athamasi Kampi Aharang Aharetapang Ahareti. Câu số 5. Bodhisattva Kotibattang Dukkarang Kari Tuso Sappanyunang Avisam Pucci Tappang Thammang Na Avisam Pucci Chê giá, thưa sư xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất. Bồ Thí Sách Tô Đú Tí Giang Huynh Nhung A Chá Rí Giang A Bú Chí Tòa Má Gá Thá Rách Thá Xá Sê Na Ní Ní Gá Măng Gá Chí. Câu số 2. Sê na ní ní gá mát xá xá mi bê ná ranh chá ra ni ná đi chá ú rú vê la na má rát thít bắp băng chá quá năng hồ tí. Câu số 3. Át thá khô bồ thí sách tô ú rú vê lăng quá năng gá chí tòa ý thá chá rít bắp bê tá bá chá rê chá rá nê Tapa Charane Charaya Miti Chin Te Si. Câu số 4. So Koti Battang Dukkarang Akari Sayya Thapi Athama Sikambi Ahare Tappang Aharang Ahare Ti. Câu số 5. Bodhisattva Koti Battang Dukkarang Kari tú sô sắp bằng nhu năng áp ích sàm bút chí tắp bằng tham màn ná áp ích sàm bút chay giá. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Câu số 1. Bút đích sát tô đức tí giang vinh nùm a chắc tí giang a bút chí tòa mắc gác thà gác thác sát Sê na ni ni rắc măng rắc chí. Câu số 2. Sê na ni ni ram rắc mắc chắc sa mi bê nê răng cha ra nạc đi cha úp rú về là nạc má rắc mi tắc bằng chắc rắc nam hồ tí. Câu số 3. Át thác hồ bốc xí sắc đồ ú rú về làm vát năng rắc chí tòa Ít thà chắc rít tắp bề, tắp bát chắc rắc nề,
Chakra Yami Tí Sin Tê Sĩ. Câu số 4. Sô Khô Tích Bắc Tăng Đúc Khá Ràm Akhari Sê Giang Thách Bí Atha Atha Mà Sì Khám Bí Atha An Ahare Tắc Bằng Aharam Ahare Bí. Câu số 5. Bodhisattva Koti Bắc Tăng Đúc Khá Ràm Khắc Rì Tô Sô Sapan Nước Nam Abhisam Bút Hít Tát Bằng Tham Mắng Nắc Abhisam Bút Dê Dê Giác. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc 5 câu dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisatto Duttisang Vinyom Acharisang Apukchitoa Magatharathasa Senyanini Gamang Gachi. Câu số 2 ạ. Senanini Gamasa Samipe Sa Samipe Nerancha Ranadicha Uruve La Nama Ramit Tap Bang Cha Quá Nang Hồ Tí. Câu số 3. Atha Kho Bodhisatto Uruve Lang Quá Nang Gachitoa Itha Charita Pe Tap Ba Chara Ne Chare Za Mi Tí Chin Tê Sĩ. Câu số 4. So Cô Tí Pát Tăng Đúc Cá Răng Akari xây giá tha pí Athama sikam pí Ahare tappang Aharang Ahare tí. Câu số 5. Bodhisatto Kotipattang Dukkarang Kari Tuso Sapan Nyunang Afisam Pucci tappang Thamang Na Afisam Pucci giá. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. À, dạ thưa sư cho con hỏi cái chữ S E Y dài sư với chữ E đó mình đọc là say ye say ye hả sư hay là xét ye sư? Chỗ câu số 4 hả sư ơi. Dạ thưa sư cho con hỏi. Không nghe sư trả lời ta. Dạ đọc xây giá tha bí á chị. À xây giá tha bí. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ cảm ơn. Dạ thưa sư xin đọc. Dịch Bali sang tiếng Việt. Bodhisatto Duttisang Vinyum Acariyang Abhuchitoa Maget thế rất thế sẽ xin nè ní ní ghé măng gắt trí. Câu số 2. Xin nè ní ní ghé mắt sẽ xem mi bê nê rần ché rè né đi ché u rú vừa lè nè mé rê mít tắc băng ché quá năng hồ tí. Câu số 3. E thế khô bồ thí bố thí sức tổ, ú rú quên lăng, quên năng, gách trí tòa. Ý thế, chê rí tấp bề, tế bé chê rê nề, chê rầy dè, mì, tí, chính tê xí. Câu số 4. Sô, khô tí bát tăng, đúc cá răng, e cá rí, phù dê thà bí. Tham mê sĩ cầm bí e hà rê tắp băng e hà răng e hà rê tí. Câu số 5. Bố thí sát tô cố tí bắt tăng cố tí bắt tăng đúc cá răng cá rí tú sô sắp bình nhu năng a phí xâm bút trí tắp băng tham măng né Ephesus Ephesus Bút Trời Giá.
Dạ thưa sư. Con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc. Bố thí sát tô, đúc thí giang, quyền nhung, a chá ri giang, a bút chí tòa, mà gá thá, rát thá sá, sê nà ni ní, gá măng gát chí, sê nà ni ní, gá mát sá, sá, sá mít bê, nê răng cha, ra, na đi cha uru vê la na ma ra mít tăng tắp băng na mít tắp băng cha quá năng hô tí athako bồ thí sát tô uru vê lăng quá năng gách chí tòa ít tha cha ri tắp bê tạp á cha rằng nề cha nề cha rầy cha rầy cha mì tí chín tê sĩ sô cô tí bát tăng đúc khá rằng á khá rí tê giá tập bí á thá mà sĩ khá bí á hà rê tập bằng a hà rằng a hà rê tí bồ thí sát tô cô tí tắp bằng cô tí bát tăng đúc khá rằng khá rí tù sô sắp bằng nhu năng a phí xăm bút chí hí tắp bằng thăm măng na na A phí sang bút chí dê. Dạ. Lạc sư con xin hết ạ. Xin mời con Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Bố thí sát tô đú tí răng vinh nhung. A chá rí răng á phúc chí tòa. Mà ra thá rác thá xá. Tê nà ni ni gá măng rác trí. Tê nà ni ni gá má xá. Xá ni ni bê. Mê răng chá ra ná đi chá. U rú quê na la má. Rắn biết tách tâm chá quá năng hồi tí. Con số ba a thá khô. U thí sát tô. U rú quê năng quá năng. Đắc chí tòa y thá. Chá rí tách bê. Tá bá chá giá nề. Chá dây ra mì tí. Chim tê xí. Câu bốn. Sô. Cô tí bắt tăng. Đúc cá răng. A ca rí xây giá tha tí ép thá ma tí cầm tí a ha dê tác tâm a ha tăng a ha dê tí cùng năm bố thí sắc tô cô tí tác tăng đúc cá răng ca rí tú sô sắc tăng nhu năng a phí xâm phúc chí tác tâm thăm măng ná a phí xâm phúc xây giá đã thư sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Quang Thanh. Thưa sư con xin đọc. Câu Pali dịch ra tiếng Việt. Bố thí sát tô đú tí răng đú tí răng quỳnh nhung á chá tí răng á pú chát tòa má gá thá rá thát xá xê nà ní ní gá măng gách chi chi se na ni ni ga ma sa sam sa mi be ne rang cha ra na na di cha u uru we la nama nama ramit na bang cha wa na nang ho ti at tha khô bồ câu số 3 là át tha khô bồ thí sát tô uru quê lằng quá năng gách chít tòa ít tha chari tát bề tát
Taba cha ra nề cha rề cha rề ra mì tí chín tê sĩ. Câu số 4. Sô cô tí ba tăng đúc ca răng. A ca rì xây rát tha tha bì. A tha ma ma si cầm bì. A hà rết ta tát băng. A hà răng a hà rê tí. Câu số 5. Bồ thí sát thổ cô tí tát tăng. Đúc ca ra căng. Đúc cá răng cá rí tú sô sắt mạnh nhu năng áp phi xăm búc chít tát bằng thầm mằng ná áp phi xăm cùng hề ra. Dạ thư sư con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Thưa con, kính đảnh lễ sư, con xin phép được đọc bài. Bodhisattva Duttiyang Vinyum Achariyang Abhuchito Magakarathasane Sase Na Ninikamang Gatri. Thứ hai, Sena Ninikamasa Samipe Ne nề lành chắc là đi chắc u ru về là nà ma mít tắc chắc quả năng hồn tiết. Câu số 3. Phát thác khổ bố thí sát tổ u ru về lăng quả năng gác trị tòa ít thà chắc rì tắc bề tắc bắt chắc ra nề chà rầy già mì tí chín tề sĩ. Câu số 4. Sô cô tí bát tăng đúc khát răng á khà rí xì yá thà bí á thà mà xí kà bí á hà rê tắp bằng á hà răng á hà rê tí. Câu số 5. Bô thí sát tô cô tí bát tăng đúc khát răng Hare tu so sam sắc pan như na tham mang na apit sam hu chay ya. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ có con Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi ạ. Lớp cố gắng để ý khi mà sư đọc để mình đọc cái nào mình còn sai mình tập đọc để mình cải thiện lại cho để không làm cứ đọc bị hoài là mình cũng thay đổi. Con số Phật tử mình đã học lâu rồi đó mà tôi nghe lại giọng đọc từ ban đầu sao quấn vậy là không thay đổi chữ mà sai là đọc sai hoài vậy. Cho nên ta để ý khi mà thật ra ở cái lớp này thì tôi bỏ ra cả tự đọc mà tôi vẫn đọc là vì tôi muốn là cảm thấy mà cái chữ nào đọc chưa được các mình nghe tập đọc theo cho đúng các mình đọc theo thói quen lúc mà mình mới học ban đầu cũng được tập cố gắng. Bồ thi sát tổ đu ti dằng quyền dùng a cha ri dằng a phu chi tổ a mắt cá thác rát thác ta tê na ni ni gam mang cái chi tên là ni ni gam sát tâm hi về nề rành cha ra na di cha uru về là na ma rami tap bằng cha quan năng hộ tị atha kho bồ thi sát to uru về lăng quan năng cách chi toa ki tha chare tap về tap phát chare nề chare yami tị kinh tế tị so ko tị phát tăng đúc ca rằng akari Siyathapi Athamasikampi Ahare Tappang Aharang Ahareti.
Bồ thi sát to bồ thi phát tăng đúc ca răng ca rí tu so sắp bành nhu năng áp phí xăm phú chí tập bằng thầm măng na áp phí xăm phú chí giá. Rồi đó là phần bài đọc. Cô Phước Duyên có mở được bài tập con chưa? Mở được rồi sư, mà bây giờ lấy ra qua làm sao? Con chưa có lấy qua được. Lấy một cái rụp. À, phải lấy cái file bài tập qua sư, đợi một xíu để nhóc con nó lấy. Sư sẽ ngừng lại rồi mình xe thôi, không có gì đó. Con xe qua là mình qua. Ở trong đợi rồi mình xe nó thôi. Dạ. À, screen không? Screen nó không. Nhấn vô đó thì nó sẽ hiện cái bài mình muốn à. Muốn xe đó, nhưng mà phải mở. Vậy là mở trước cái file Word. À, mở trước file Word. Tìm ngay bài đó cho nó dễ, cho nó nhanh. Mình đứng rửa lại trong phần chat thì đi đường lát cô Phương Duyên khỏi khi được rồi. Rồi hả con? Dạ, rồi. Rồi kéo nó xuống đi. Dạ. Kéo nó ngay bài tập số 7. Xin dịch câu số 1 có nghe Duyên. Dạ. Cô viết lên rồi. Dạ, dạ, để đưa lên. Bài số 7. Con sửa câu số 2. Thì sư cô dùng sửa câu số B nha. Rồi. Đi nhấp vô mình đánh lần. Mình bỏ sao bỏ mấy dấu chấm nó đi rồi mình nhập vô cái đó mình đặt. Ủa, sư ơi, mà cái máy này đâu có viết Bali được đâu sư. Cái máy này không có cài Bali sư ơi. À, viết phần tiếng Việt à, dạ, viết tiếng Việt thì được. Từ chat của ấy á. Rồi ai câu số 1 nè. Copy được không? Biết copy vô chat không? Dạ đang làm á sư, đang làm. Rồi. Mà khi ai mà chưa thì ta trong lên để lát không biết được. Chết tay phải. Có thể đọc. Cái chữ nó lớn lớn lên tí. Mình copy xong rồi mình cho nó lớn. Chữ lớn sao? Chữ lớn làm sao? Cần cho gì? Đó. À. Dạ. Dạ. Ủa gì mở âm thanh nó đâu? Ở đây. Dạ lớn vậy được rồi hả sư? Dạ. Cô xin đọc con viết. Dạ, cô đọc đi cô. Gần thị trấn Senani. Là con sông. Gần thị trấn Senani. À. Senani. Senani S. Là con sông. Ừ, là con sông. Dạ gì nữa ạ? Nê Ranh Chá. Nê Ranh Chá. Dạ. Là con sông Nê Ranh Chá. Ranh Chá dạ. Đó. Copy chữ ở trên xuống nhưng mà máy đánh không được. Trong ly nó có. Dạ.
copy chữ trên xuống. Khi mà bỏ chỉ còn xong ra nề rành cho ra thôi. Tới nề rành cho ra mới đủ. À, gần thị trấn Senani là con sông Neranchá. Và khu rừng Neranchá mới đủ. Neranchá ra. Ở Senani là con sông rồi. Neranchá ra. Dạ. Và khu rừng khả ái. Và khu rừng tên là. Và khu rừng khả ái. Và khu rừng khả ái tên là Uruvela. Uruvela. Rồi hết. Hết. Câu số 3. Ai xin câu số 3? À, câu số 3 copy nè, có thể tiên mã làm nè. Dạ thưa sư, sư con làm câu số 3 chuyển lên rồi. Dạ. À, có thấy rồi chị. Dạ, có ai đang làm câu số 4 không ạ? Con 4 mình làm đi. Hôm nay mấy người này. Bây giờ cô Lâm Thị Nương nên là không làm được câu số 4 này. Để mấy người này là học lâu hết rồi nè. Dạ bà sư con đang làm sư. Dạ bạch sư con xin đọc câu số 4 ạ. Ngài đã hành khổ hạnh. Ngài đã hành khổ hạnh. Dạ. Đến mức cực độ. Ngài đã hành khổ hạnh đến mức cực độ. Dạ. Như nửa tháng ăn một bữa. Như nửa tháng ăn một bữa. Dạ. Và chỉ ăn thức ăn. Và chỉ ăn thức ăn. Cần được ăn. Dạ hết ạ. Biết ra luôn. Biết rõ rồi. Dạ xong ạ. Câu số 5 ạ. Bà sư con làm câu số 5 luôn được không sư? Dạ rồi con làm. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. À, viết đi Phúc Duyên. Như vậy làm Phúc Duyên. Cô Nương. Chị đang làm cô 4 thì đã có người làm rồi. Cô 5 cô chưa làm. Vậy cô 5 đó. Ở Phúc Duyên ghi đi Phúc Duyên. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. Yeah.
Alo. Dạ, đại giết yêu Phước Duyên. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. Dạ, xin lỗi. Dạ, đọc lại. Dạ. À, câu số 5. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. Dạ, cô vui lòng đọc lại ạ. Alo. Alo. Bồ Tát thực hành. Dạ, alo, nghe. Alo. Duyên nghe không? Dạ, nghe không Duyên? Alo, dạ dạ bây giờ mới nghe, bây giờ nghe rồi ạ. À, dạ. À, Bồ Tát thực hành Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ. Dạ. À. Không đến pháp giác ngộ. Không đưa đến pháp giác ngộ. À, dạ. Không đưa đến pháp giác ngộ. Ừ. Cần giác ngộ của đấng toàn tri. Cần giác ngộ của đấng toàn tri. Dạ. Dạ, xong rồi. À, thêm nha. Chỗ cũng không cũng cực độ cũng không không đưa đến cũng bà sẽ lên xong rồi rồi cho xuống câu một cho lên câu một kia. Rồi chúng ta xem câu 1. Câu 1 thì có gì? Bodhisattang có Bodhisatto Duttiyang Vinyung Acharyang Apuchitwa Makkathasasena Nigamang Gacchi. Ở đây mình sẽ có gì? Bồ Tát là chủ từ. À, Bồ Tát là chủ từ. Rồi mình có bất biến quá khứ phân từ đó là Apuchitwa. Bất biến quá khứ phân từ này mình có thể dịch trước chủ từ hoặc là sau chủ từ. Dù ở đây trong câu này thì người ta sẽ dịch, người ta dịch trước chủ từ. Cho nên mình thấy là sau khi từ giả. Thì khi mình dịch bất biến quá khứ phân từ trước á, thì mình cũng phải dịch luôn cái túc từ của bất biến quá khứ phân từ. À, thì ba anh này là cái túc từ của bất biến quá khứ phân từ. Khi mình dịch nó thì phải dịch luôn cả ba anh này. À, cho nên mới thấy là sau khi từ giả vị thầy bậc trí thứ hai. À, bậc trí thứ hai. Rồi mình mới dịch chủ từ là Bồ Tát. Thì dịch đôi chủ từ xong thì tại vì nó không còn bất biến quá khứ phân từ nữa, cho nên chúng ta dịch động từ Bồ Tát đã đi đến, thì mình sẽ dịch túc từ của động từ. À, dịch động từ xong dịch túc từ đã đi đến thị trấn Tenani của xứ Makkathā. À, đó là câu số 1. Câu số 2, tên là Nigamasa Samipe Nerenchara Nadija Uruvela Nama Ramitapang Chakwanang Hoti. Câu này thì mình để ý đó là ví dụ như là những danh từ mà phía trước người ta sử dụng nó là Nama, thì nó ở danh từ đó nó sẽ ở chủ cách. À,
nhất là đối với các chân từ xin lỗi thì các chân từ đó nó sẽ đúng là được chia ở chủ cách rồi theo tính của nó. Ví dụ như là ở đây Uruguela thì nó là danh từ nữ tính, nếu mà nó là danh từ nam tính thì người ta sẽ chia cho nó đó là Uruguelo như vậy, hoặc là trung tính thì nó là Uruguelan. Cho nên đến khi mình dịch đó mình phải giữ lại nó. Trong trường hợp nam tính hoặc là trung tính thì mình bỏ tính nó. Còn dạng nữ tính thì dạng A này thì vẫn giữ nó, tại cái gốc của nó ban đầu thì nó vẫn là A. Ví dụ như là mình chia bảng âm ma thì chủ cách nó vẫn là âm ma, mình không có bỏ. Nó chỉ khác ở nam tính thì mình phải bỏ nó. Ví dụ như là Nara là người nam, nhưng mà đến khi mình chia chủ cách thì Naro, để đến khi mình dịch thì mình mới xài lại cái chữ Nara được. Cái đó là mình để ý. Chờ lớn lên, chờ lớn lên, em không nhỏ gì ạ. Chờ lớn lên nó mới dễ nhìn. Rồi thì trong câu này mình thấy người ta dịch đó là gần thị trấn Senani. Ta dịch như vậy thì người ta dịch tạng từ chỉ nơi chốn về. Mày về anh đây là cái mày về thì nó vừa là đóng vai trò như là tạng từ chỉ nơi chốn, vừa đóng vai trò như là giới từ, vì trước nó có một cái danh từ để đi kèm với nó, đi chung với nó. Cho nên ở đây người ta dịch nó trước, dịch nó trước. Thì mình thấy là Sena ni ni gamat pha samipe, thì trước samipe nó phải là cách thứ 6. Cho nên dịch đó gần thị trấn Sena ni, gần thị trấn Sena ni. Rồi ở đây dịch là con sông Nerangara thì nó không có hay. Mà động từ hô tí ở đây mình dịch nên dịch nó là có. Dịch là có thì nó sẽ hay hơn. Sửa lại cái này thì là có. Có con sông Nerangara và khu rừng khả ái tên Uluwera, Uluwela. Có con sông Nerangara và khu rừng khả ái tên Uruguela. Thì ở đây mình không có gì, hoặc có thể dịch cái cụm này sao cũng được, tức là có con sông Nerangara và khu rừng khả ái tên Uruguela gần thị trấn Senani. Em nhìn nó sao cũng được, cái này không sao cả. Rồi chân câu số 3 mình có Athako Phutisato Uruwe Lang Quang Phu Kachitwa Itha Chare Tappang Tappa Chare Nang Chare Yamiti Chân Tê Si. Lúc bây giờ sẽ sang tới đi thời gian. Lúc bây giờ sau khi đi đến khu rừng Uruwe La, Bồ Tát đã suy nghĩ rằng bây giờ sau khi đi đến khu rừng Uruguela, Bồ Tát đã suy nghĩ rằng đã ở đây thì mình cũng dịch bất biến bất thường từ trước, bất biến bất thường từ trước thì mình cũng phải dịch tốt từ của nó, rồi sau đó dịch chủ từ, rồi dịch động từ, rồi sau đó là phần còn lại là cái trong cái suy nghĩ mình sẽ dịch sao, nó là một câu riêng sao. Thì mình sẽ dịch cái phần bên câu suy nghĩ này nó là gì? Itha cherry tapang tapacharanang chariyami
mi tí ở đây thì mình dịch là mi với lại y tí. Thì ở đây mình thấy acharya mi, thì aya mi thì nó chủ từ nó ahang, cho nên mình dịch là ta. À, nên thực hành là khả năng cách acharya mi, nên thực hành là khả năng cách. Tapacharya là những khổ hạnh. Tapacharya cái này ở đối cách mà số nhiều, số từ ở đối cách số nhiều, khổ hạnh cần được thực hành, cần được thực hành. Thì ở đây nó là khả năng thân từ, nó dùng như là tính từ của Tapacharya. Tapacharya thì đó là câu thứ ba. Dạ thưa ý thá, dạ còn thưa ý thá. Ý thá gì? Ta nên thực hành những khổ hạnh cần được hành ở tại đây. Thêm viết thêm cái chữ ở tại đây đi. Rồi con cuốn. Con số 4 so vô tích phát tăng bút ca răng ác ca rí. Tỳ tha phí a tham ma chi cầm phí a ha rê pháp bằng a ha răng a ha rê phí. Ngài đã hành khổ hành đến mức độ ngài, chữ ngài đây là chữ so ha, đã hành. Đây có hai câu đã hành khổ hành, để đây chữ đúc ca răng ác rí. À, mình dịch đó là đã hành khổ hạnh. À, nguyên cái cùng như vậy thì mình dịch là đã hành khổ hạnh. Rồi vô tí phát tăng thì đến mức cực độ. Cái vô tí phát tăng này nó như là tính từ của cái lúc các em. Rồi Siyathapi. Siyathapi ở đây như là liên từ của bạch sư, đấy là như là như như là bạch sư ấy là như như là như là bây giờ tha phí như là đến mức cực độ như là ăn. Chữ ahareti đã tìm dịch là ăn. Ahareti là ăn. Như ngày ăn. Như ngày ăn. Chữ ngày ở trong trường hợp thứ hai này á, là nó đợi từ động từ ahareti. Thêm cho nó. Tại ahareti là động từ ngôi thứ ba số ít. Cho nên mình dịch thêm cái chữ ngày ở đây cũng được. Ngày đã thành xin lỗi. Ngài đã hành khổ hạnh đến mức cực độ như là ăn thức ăn cái này gì thì không được, nửa tháng ăn một bữa mà chỉ ăn thức ăn phải ăn không được. Tại vì khi dịch như vậy xong á, cái phần này là coi như là xong cái câu số 1. Rồi sang cái câu số 2 như là có thể là độ, như là có thể mình bỏ cái chữ này luôn cũng được, như là ăn thức ăn, cái chữ ahariti là ăn, rồi ở chữ răng là thức ăn. Nên dịch lại như là ăn thức ăn. Rồi chữ ahare tắp băng đó là cần phải ăn. Thức ăn, cần phải ăn. Nửa tháng một bữa. Rồi tiếp còn lại thì mình bỏ đi. Nửa tháng một bữa, rồi.
như là ăn, ăn cần phải ăn nửa tháng một bữa. Từ chữ ahari tóc băng ở trong trường hợp này thì nó là tính từ của chữ aharam. Rồi câu số 5. Bodhisattva Kotipattang Dukkarang Kari Tu Sro Sapanyu Nang Abhisam Puchitapang Thamang Abhisam Puchitaya. Cái này thì nó cũng hai câu. Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực độ, hành khổ hạnh đến mức cực độ, đến mức thêm cái chữ đó thêm vô mức cực độ. Tuy nhiên cái chữ tú ở đây dịch là tuy nhiên ha. Tuy nhiên ngài không thể, ở đây khả năng không từng nhìn không thể, tuy nhiên ngài không thể đắc được khóa, ngài không thể đưa đến pháp không được này, hoặc là không thể giác ngộ được khóa, đi giác ngộ được khóa. Được khóa cần giác ngộ đi ngài không thể giác ngộ được khóa cần giác ngộ của các đấng toàn tri. Thêm chữ các ở đây có thấy cái gì? Các đấng toàn tri. Rồi. Đó là phần bài 5 câu tiếng Việt. Cái bài này mình đang học khả năng phân từ, cho nên mình phải có mấy chữ cần hoặc là phải này, nên này. Rồi bây giờ mình còn 5 câu tiếng Việt. Em được tại cô chuyên mỗi chưa cài được cái máy mini đó. Vậy các tử viết trong chat đi. Viết trong chat này có gì mình sẽ copy thằng ở phần từ vựng đưa lên. Dạ. Kia không. Rồi ai sửa được câu nào mình phải lên tiếng cái câu đó để người ta biết đó là mình đang sửa câu đó, người ta không sửa nữa. Còn mình sửa. Dạ mình con. Ta sửa thì người ta biết. Thưa sư, con sửa xin dạ số 2. Rồi. Câu số 1 có sư. Rồi. Con chát lên rồi. Rồi. Sư con xin dịch câu số 2. Sư con dịch câu số 3. Phước Duyên ơi, thêm dùm câu số 1 đó Phước Duyên, thêm dùm cô chữ chá kế bên chữ Uruve Lam Năng. Dạ. Thành chữ chá trước đó. Ủa không, chữ chá trước đây, đúng rồi, có chữ chá mà dứt rồi chứ mới dính. Rồi. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn. Bạch sư, con xin sửa câu 4 ạ. À, sửa đi.
Dạ chưa, sửa con 5, con sửa con 5 nha sư. Dạ sư, xong hết rồi đó sư. Bồ Tát đi đến sông Niranjara và khu rừng khả ái Urvela của xứ Makkha. Bồ Tát đi đến sông Niranjara, sông Niranjara. Ông nghĩ chữ Niranjara biết gì không được, biết gì là chưa có chữ sông. Tên tên khóc thi cái chữ Niranjara nó đi. Nè, cái chữ này nè. Đây giữ giữ là chữ M, giữ giữ là chữ M. Không thì chữ M chấm dưới đây lên. Chữ M tại nó là đối đáp. Chữ nó đi này thành nó đi. Niranjara Nadin, biết sao vậy mới được. Có bị cho em mời tránh dạ, để sao để chó. Cái gì, cái chữ A rồi. Jara. Niranjara. Jara. Có dấu quyền. Dấu quyền trên chữ A. Ra, xá ra. Niranjara, Bồ Tát đi đến sông Niranjara. Tại cái chữ Niranjara này nó chỉ là tên con sông thôi, còn mình phải có chữ nó đinh nữa mới đủ. Thì Niranjara nó đinh đi đến bờ sông Niranjara và khu rừng khả ái Uruvela, khu rừng khả ái Uruvela, Ramitapang của sư Makkha, Makkha Rattasa. Rồi được rồi, con thầy vậy. Cái câu đó, câu mà Uruvela, khu rừng. Nhưng mà viết vậy là thiếu hay sao? Uruvela là năng khu rừng. Thiếu chữ quanh năng nữa chứ. Rồi còn chữ quanh năng. Còn chữ rừng á, lên có khi chữ rừng ở trên xuống. Quanh năng. Quanh năng mắm quả quanh năng. Không quên. Quanh năng. Rồi có khi chữ N này nè. Em nhớ chữ M chấm thì chưa. Thực không đánh chơi chữ đường coi như copy của chúng ta. Rồi khu rừng, cái này là khu rừng. Khu rừng là ái tên Uruvela. Nhưng mà giờ thì Nam Á, cái Uruvela là bỏ thì Nam Á. Không, đại biết gì. Anh biết ở đôi cách. Không, đi đôi cách
là dư đó sư. U rú về lan năng, cái này là giống như cách thứ 6 rồi. Lu về lăng hả? Đúng rồi, cái này u rú về lăng chứ quên. U rú về lăng. U rú về lăng, à, lộn rồi. Lộn rồi. Cách thứ 2. Cách thứ 2. Dạ, con lộn rồi. À đúng rồi, ba chữ là chấm với chữ ai dài đó. Đúng rồi đó. U rú về lăng. U rừng hạ ái, u rú về lăng. Rồi. Câu số 2. Chúng câu số 2 đi. Câu số 2 thì Đức Bồ Tát đã hành những hành khổ hành cần phải hành suốt thời gian khoảng 6 năm. Ở đây mình có Đức Bồ Tát đã hành khổ hành cần phải hành suốt thời gian 6 năm. Đức Bồ Tát Bodhisattva đã hành khổ hành cần phải hành suốt thời gian 6 năm. Cái này biết gì ta? Thấy gì trên nhỉ? Bodhisattva đúc cả răng gì đó có không? Dạ như dưới câu này dưới lộn rồi. Câu này dạ con nhất lộn ngoài sân. Bodhisattva Bồ Tát đã hành khổ hành cần phải hành. Đã hành thì biết chữ gì? Chăm Bodhisattva chăm năng con nhất lộn ngoài sân. Dạ chà ri giáng thành chà ri đi. Đã hành chà ri giáng này thành chà ri đi. Thấy không? Còn hai rồi. Động từ. Nghe nói không? Rửa động từ này thành thành chà ri đi. Động từ cuối câu nè, không động từ nè, động từ nè cái đó đừng sửa nè, cái động từ ở cuối câu thành chà ri. Ý tí này bỏ nó đi. Hành những hành ở đây là chữ hành nè, đã hành những khổ hành, tập bát tham mê là những khổ hành, chari tập băng là cần phải hành. Rồi bây giờ mình viết chữ suốt thời gian khoảng 6 năm. À, thời gian khoảng 6 năm. Thì bây giờ mình sẽ viết cái chữ là ách cái gì nè. Ai chi gì nè, để suy nghĩ không chắc nha. Của ai biết nè. Chanh năng quát. Quát. Tát. Tâm mà năng. Ai chi gì nè. Tôi có duyên vô trong trong phần chat này copy cái câu này qua nè. Cô Phương Tuy nè. Chanh năng tát. Tâm mà năng ấy cái gì nữa tại vì cái chữ là những khổ khổ hạnh đó là tát ba cha đa na tát ba cha đa năng cô có ghi cái vô đó chát được chưa? Tôi chắc xem chỗ cô Phương Ti này khắp từ cái phần này thấy cái chữ nào của sư hả sư ông của cô Phương Ti nè của Phương Ti á apa apa chara nè sư
Khóc phi tử chữ chân năng quá sắp không mà năng ấy chứ gì đó, nguyên cái cụm đó luôn. Bỏ vô hay chỗ nào? Bỏ nó phía trước cho đi tập về. Dưới. Cái chữ khổ hạnh biết chưa đủ. Tập cha thân nề chứ không phải là tập tham mê hả? Chữ tập tham mê này cũng được chứ. Nhưng khổ hạnh. Cái chữ tập tham mê này cũng được. Cái chữ khổ hạnh này biến chữ tập tham mê cũng được. Quá tham mê là dịch sao sư? Cho nó tập tham mê. Hành khổ hành. Cái này là pháp khổ hành chứ không được. Tham mê khổ hành. Cho nó nè. Tập bá cho nó nè. Cái chữ chắc nè mới dịch là hành được. Copy chữ tập bá cho nó nè ở trên xuống. Hay ở trong câu trên có. Câu phần Bali sang Việt. Tại nó có chữ N chấm dưới. Tập bát chát rác. Còn không thì lấy cái chữ tập bát chát rác nê. Rồi. Con này biết vậy, cái phần này bỏ đi. Cô tí phát tăng lúc có răng ác cá rít so á hăng gì đó, bỏ đi. Cô tí luôn á, chị bỏ từ cô tí phát tăng. Từ cô tí phát tăng là bỏ. Bỏ tới, bỏ tới chữ á hăng á. Rồi, bỏ tới chữ á hăng. Rồi chữ bách trái, bách trái gì ná sư? Nếu mà bách trái gì ná dư không sư? Dạ. Chá rí động từ cuối rồi mà bắt chá dây ná nữa là bỏ cho nó luôn. Cái gì? Kế chữ chá rí bắt chá dây ná sư. Bỏ cái chữ bắt chắc dây ná. Chữ như cái đó. Dạ đúng rồi, bắt chắc dây ná bật chữ đó. Đó là câu 2. Rồi lên câu 3 đi. Ngài chỉ ăn thức ăn cần phải ăn một ngày. Một ngày một bữa, hai ngày một bữa. Tiết cầm tiết một ngày một bữa ăn, tí thì là ăn, aha răng là thức ăn, aha thì tấp văn là cần phải ăn, một ngày một bữa, hai ngày một bữa. Rồi đó là câu 3. Câu 4. Không thể giác ngộ được pháp, cần phải giác ngộ của các bậc con con tri. Abhisambuddhi giác pháp cần giác ngộ abhisambuddhi rồi của các đấng con tri sẽ tụ cách thôi ha. Tập phanh ngu năng. Rồi câu số 5. Thấy
trong còn này nhá, có phát phát ra đang cái câu này thì dịch nó hơi khó một tí, tại cái chữ bành cho quá khi giá phi khu khí ở nhóm năm thì khu nhóm năm thì khu là con đành nhá, con đành nhô phát đi vô bắp bồ mahanamo asichi cha ti rồi đó là năm câu. Sửa đi, bữa nay chắc mình sửa bài tập thôi hả, khoảng 5 phút nữa. Thưa sư, nãy câu 1 có chữ chá sư. Cái câu câu mà Bali sang Việt có câu 2 á, cái chữ chá nó trước, chữ chá nó trước quá năng á, sư coi thử. Ở trên nữa. Ghi là câu 1. Hay để câu 1 hồi nãy cũng được. Này cái chỗ này nè, chá quá năng hả? Hay là quá năng chá sư? Cô Kiên là phần trước máy không? Sao sư? Cho xuống tí câu 1. Đúng là cho xuống tí. Rồi. Là chữ chá đọc đứng sau chữ quá năng. Không có sao mấy gì đó. Ý là họ sao đứng ngay đó, họ đứng cuối chữ quá năng, đứng sau chữ quá năng. Đó cố định gì cái đó. Chủ yếu là để kể thôi. Được, để biết trước biết sau biết chữ gì được. Rồi còn cái gì nữa? Tại vì con thấy ở trên nó đứng trước, còn câu 1 ở dưới nó đứng sau. Sao mà ta nói mấy cái vị trí này à? Tao biết thay đổi vị trí nó cũng được. Dạ. Qua con năng với tình hình. Trong câu 5 của tiếng Việt dịch sang Bali. Rồi xong chưa, lớp sửa xong chưa? Đây nghỉ ha. Bài cô Kiên đi. Dạ, dạ bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư sức khỏe và đạt được như ý nguyện ạ. Dạ bây giờ chúng ta xin tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya. Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thay mặt học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chappamata devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakanto sasanang
Akasatha Chapamata Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan to Chirang Rakan to no Garu Akasatha Chapamata Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan to Chirang Rakan to Nyatayo Akasatha Chapamata Devanaga Mahitika Bunyang no anumodan tu chirang ra khan tu panino Akasatha chapamata devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang ra khan tu no sada Idang vatano bunyang asawa khaya wahang Hon tu anagate kale Sa thú. Buổi học đã kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Con kính chào sư ạ. Chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon.